Bảo Hiếu xin được gửi lời chào tới những người bạn chung niềm đam mê. Các bạn thân mến, trên tay mình hiện tại đó là một cây sáo mèo nam tông đô của Việt Nam chúng ta. Một cái sản phẩm nhạc cụ rất là tuyệt vời khi nó có cái âm thanh diễn tả được cái hương vị, được cái tính chất nhạc rất là tuyệt vời của vùng Tây Bắc Việt Nam chúng ta. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách cầm cũng như là cách phát âm cái nhạc cụ độc đáo này. Và bước đầu các bạn mới mua sáo mèo thì các bạn nên mua tông đô, bởi vì là cái lòng ống của nó không quá to, nó đỡ tốn hơi. Cái thứ hai là các cái khoảng cách nốt này nó không quá xa nhau, nên là các bạn cầm nó thoải mái tay hơn. Chứ nếu các bạn mua cái tông khác như là sòn hoặc là la trầm thì nó sẽ rất là xa ngón, nên các bạn sẽ khó cầm hơn các bạn nhé. Đấy. Và khi mà mua sản phẩm các bạn cũng lưu ý rằng các bạn thuận tay nào, bởi vì đây là điều rất là quan trọng. Đấy, xác định các bạn có cầm được sáo mèo hay không. Các bạn có thể thấy mình nếu như dùng sáo ngang thì các bạn có thể ở đây thổi tay phải hoặc là thổi tay trái. Loại sáo lỗ thì các bạn đều thổi được như nhau. Nhưng mà đối với sáo mèo thì nó có những đặc trưng, đó là khi ví dụ đây là cách cầm tay phải ạ. Đây là tay phải của mình. Nếu như mình cầm các nốt ở đuôi như này, tay phải mà cầm các nốt ở đuôi sáo. Đây là đầu sáo, miệng thổi, đây là đuôi sáo. Nếu mình cầm như thế này để thổi thì đây là tư thế cầm tay phải các bạn nhé. Đấy, thì cũng cầm tư thế tay phải này, nhưng nếu các bạn chuyển sang tay trái, tức là đây là tay trái và các bạn lại cầm ở đuôi, thì đây là tư thế cầm tay trái. Và nếu như vừa đây là cái sáo thiết kế cho tay phải, các bạn sẽ không thể cầm tay trái, bởi vì các bạn thấy rằng là sẽ có một cái lỗ bên này thừa mà các bạn không bịt được. Đấy, bên này cũng có một cái lỗ các bạn không bịt được, và cái miệng thổi thì nó lại ở bên này chứ nó lại không ở bên này để mình có thể ngậm được, đúng không ạ? Đấy, nên là các bạn phải nói rõ với người sản xuất hoặc người bán cho các bạn rằng là các bạn dùng tay nào. Các bạn nhớ nhé, tay phải cầm đuôi sáo, cầm các nốt đuôi sáo thì gọi là cách cầm tay phải. Tay trái cầm đuôi sáo, đấy, cầm các nốt đuôi sáo thì gọi là cách cầm tay trái. Các bạn nhớ cho mình điều đó nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào hướng dẫn về cách cầm. Các bạn thấy rằng là sáo mèo nam thì sẽ có các cái nốt 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái nốt to và thẳng hàng với nhau như này. Đây là 6 cái nốt mà chúng ta sẽ dùng bằng 6 cái ngón chính, tức là trừ ngón út và ngón cái ra, đúng không ạ? Ba cái ngón chính giữa. Ok, chúng ta sẽ cầm nhé. Trước tiên là gần miệng thổi này. Đấy, bắt đầu xuống này. Chúng ta sẽ dùng ba ngón chính giữa để bịt ba cái nốt. Đấy, theo thứ tự như này. Đấy. Khi cầm được ba nốt này rồi, chúng ta giữ ngón út vào để giữ bên cạnh đấy. Còn ngón cái của chúng ta thì sẽ cầm cái nốt bên cái cạnh còn lại. Các bạn nhé. Đấy, thế nên là cái tay này, các bạn nhìn này, khi cầm rồi thì ngón nó thoải như này. Chứ nhiều bạn cầm cứ bổ ngón như này, vừa rất là xấu, vừa cứng, mà sau này các bạn sẽ khó bịt kín. Bởi vì cái phần ngón, đầu ngón này nó là hình trụ như này, nó rất là khó để bịt kín được. Thế còn cái phần hoa tay của các bạn này, đấy, thì nó vừa cảm giác nó nhiều thịt, nó êm và nó cũng diện tích rộng hơn nên dễ bịt kín hơn các bạn nhé. Đấy, ngón cái thì cầm cái lỗ bên này, ngón út thì giữ vào. Như vậy chúng ta sẽ có mấy điểm giữa khi chúng ta bỏ mở lên như này. Tôi đã cầm được sáo bằng một tay, các bạn thấy có một điểm giữ là ngón cái này, một điểm này cũng luôn giữ vào các bạn nhé. Này, ngay khớp này các bạn giữ ép vào. Đấy, khi các bạn mở thì cái ngón này như này úp vào thì nó vẫn giữ cái điểm giữ đấy, là liên tục giữ các bạn nhé, để ghim và định hình cách cầm. Ngón tiếp theo, ngón tiếp theo, ngón út giữ vào. Như vậy ba điểm giữ đã rất là chắc cây sáo rồi. Đấy, nên các bạn đừng ghì chặt quá, bởi vì lát tay bên này còn cầm nữa, đúng không ạ? Cầm được rồi này. Đấy, các bạn thấy rằng cái tư thế ngón nó thoải mái như này, này nó xuôi chiều nha, chứ đừng cầm gò cong lên như này hoặc là quá chặt, rất là xấu và thô các bạn nhé. Ok, tiếp theo đến ba ngón bên này chúng ta bịt vào. Ngón út thì sẽ có một cái lỗ nho nhỏ, nó ở bên sườn ngay gần cạnh ngón út thì chúng ta cầm vào. Ngón cái cầm vào phần bên dưới này. Các bạn sẽ thấy bên này chúng ta sẽ thêm ngón út và ngón cái cầm nữa. Đây, khi tư thế các bạn bỏ ra, cây sáo rất là chắc, bởi vì khi các bạn cầm một tay nó đã chắc rồi, đúng không ạ? Thêm ngón út một cái bên này nữa, quá chắc. Đấy, nên là các bạn cầm nhé. Ok. Đấy, khi cầm được rồi thì các bạn sẽ lưu ý rằng là chúng ta cái việc cầm này, một là để giữ sáo và cái phần khác là để bịt sáo, bịt làm sao cho nó vừa đủ độ kín thôi, chứ chúng ta đừng nghiến chặt quá. Nhiều bạn nghiến cầm chặt quá đến mức ngón tay nó nổi lên những cái vết lằn, bởi vì do là chúng ta hằn vào cái nốt như vậy, lỗ sáo như vậy, đúng không ạ? Thì không nên.
Đấy, các bạn nhé, cầm nhẹ nhàng làm sao để nhìn hình thức nó vừa đẹp và trông nó mềm mại. Đấy, các ngón bên này thì các bạn nhìn này, đấy, rất là đều thoải như này, chứ nhiều bạn cầm cứ cứng như này không thể cầm được các bạn nhé. Đấy, rất khó kín và khi các bạn biểu diễn kỹ thuật cũng trông rất cứng. Đấy, ngón bên này phải theo chiều xuôi như này, ngón bên này nó đều nha. Đấy, các bạn thấy ạ, đây khi mình cầm ngồi thẳng đối diện các bạn sẽ như này, khi ngoài sang bên kia các bạn dễ nhìn này nhé. Đấy, các bạn sẽ nhìn chi tiết lại cái cầm này, ngón cầm thả lỏng. Và khi các bạn đã cầm được rồi thì các bạn nhớ cho mình là chúng ta đừng vội thổi nhé, bởi vì chúng ta thường ai cũng nóng vội đi đến cái đích cuối cùng, nhưng nếu đến cái đích cuối cùng luôn mà không chính xác đấy, thì chúng ta cũng rất là khó để có được cái điều chúng ta mong muốn là có được cái âm nó hay và hình thức cầm đẹp. Đấy, trước tiên là chúng ta cứ chuyển động ngón lên lại xuống như này để cho nó quen ngón, bước đầu cho nó quen đi đã các bạn nhé. Khi cầm được ok như này thì xin chúc mừng các bạn, ngón rất là thoải mái. Và chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bước tiếp theo, đó là cầm được rồi thì tôi sẽ đi phát âm. Ok, khi cầm đã ổn rồi chúng ta sẽ cùng nhau sang bước là phát âm. Và để phát âm sau này chúng ta thổi một bài mà nó trơn tru nó mượt mà được thì mình có một cái ví dụ như này để các bạn có thể thấy rõ. Đó là các bạn có thể thấy một cái MC nổi tiếng trên truyền hình hoặc là một ca sĩ nổi tiếng về giọng hát thì các bạn rằng thấy rằng là họ thường là những người nói chuyện rất là trơn tru hoặc trong cái giọng nói có những tính chất trầm ấm, đúng không ạ? Đấy, nên là chúng ta họ không thể là những người mà nói ngọng hoặc là nói lắp được, đúng không ạ? Rất là khó để những người đó có thể là trở thành MC hoặc là ca sĩ. Nên là chúng ta muốn thổi một bài trơn tru ngọt ngào thì chúng ta không thể nào là một cái người có làn hơi rất là yếu hoặc là thổi vội vàng bị dính nốt này sang nốt khác, mọi thứ không rõ ràng, đúng không ạ? Nên bước đầu chúng ta phát âm làm sao rõ ràng từng nốt một và căng đầy đến mức là đẹp để sau này khi chúng ta vào bài là không cần phải chỉnh sửa những cái vấn đề đó nữa các bạn nhé. Thêm một cái đặc điểm nữa là về cái âm quãng âm của cái sáo mèo thì nó cũng rất là ngắn. Đấy, tuy nhiên là một cái đặc điểm khó khăn trên cái sáo mèo này đó là cái tư thế là môi là chúng ta ngậm vào cái lam đồng này và chúng ta sẽ thổi. Đấy, và mỗi cái nốt này sẽ có những cái làn hơi, tức là độ mạnh nhẹ làn hơi khác nhau, thì đấy là cái điểm khó trên cây sáo mèo của chúng ta. Đấy, và chúng ta khó thì chúng ta thích thì chúng ta phải tập thôi, đúng không ạ? Ok, các bạn lưu ý nhé. Trên sóng ngang này các bạn thích thổi mạnh thổi nhẹ. Đấy, các bạn thổi mạnh quá thì thừa hơi thì xì re, thổi nhẹ quá nó không đủ hơi thì âm nó rất là nhỏ. Đấy, nhưng trên cây sáo mèo nếu như các bạn mà cứ thổi vội vàng, thổi luôn, thổi mạnh thổi nhẹ và không đúng làn hơi là rất dễ hỏng, bởi vì cái âm thanh của cây sáo mèo này được tạo ra nhờ cái lam đồng này. Đấy, và cái lam đồng thì các bạn thấy rằng nó giống như một cái cây đứng trước gió như này. Đấy, chúng ta thổi một làn gió vào thì cái lam đồng nó sẽ dao động ở trong cái biên độ nhất định của nó, đúng không ạ? Nó tạo nên cái âm thanh đặc trưng như vậy. Nhưng nếu như các bạn thổi quá mạnh, nó giống như cái cây đứng trước gió bị gió bão quá mạnh, nó gãy hẳn như thế này, hoặc nó gập vào nó không thể trở về vị trí cũ nữa, lúc đấy chúng ta sẽ không thể thổi được nữa. Đấy, và sẽ thành gọi là hỏng cái lam ấy, đúng không ạ? Chúng ta lại phải đi sửa và phải chờ đợi cũng như là mất thêm chi phí. Nên rất là mong các bạn sẽ xem kỹ cái phần hướng dẫn về cách phát âm này để chúng ta hạn chế những cái việc hỏng lam đồng cũng như là không phải chờ đợi để chúng ta có luôn có sản phẩm để sử dụng các bạn nhé. Và cũng lưu ý là chúng ta dùng cho mình cá nhân của mình chứ đừng cho nhiều người sử dụng, đặc biệt là các cháu nhỏ hoặc những người mà họ không biết về sáo, người ta thổi thật mạnh vào thế là rất là dễ hỏng. Đấy, hoặc là các cháu nhỏ thì có thể là móc nghịch cái gì vào cái lam đồng này. Đấy, nên là nó rất là dễ hỏng. Nên là lý do như vậy người ta làm cái miệng bảo vệ này, vừa là cái hình thức đẹp cũng như là bảo vệ cái lam đồng khỏi khi là chúng ta có thể là móc một cái gì vào nó các bạn nhé. Ok, đến phần phát âm đi ạ. Khi chúng ta bịt kín như này, bạn nào chưa nhớ nốt thì các bạn có thể ghi ra bên ngoài nhé. Khi chúng ta bịt kín như này, các bạn thổi thật nhẹ, các bạn ngậm môi và các bạn thổi thật nhẹ thôi, nó đã sẽ thành ra là cái nốt sòn. Ok, về cái việc ngậm thì các bạn thấy rằng là đây là cái miệng bảo vệ lam đồng của chúng ta, và chúng ta ngậm làm sao cho cái điểm môi ở bên trong khi mà chúng ngậm vào thì nó sẽ chùm vừa hay kín đến cái chân của cái miệng bảo vệ lam đồng này các bạn nhé. Chứ đừng, các bạn đừng ngậm một chút xíu ở trên cái đỉnh này, ví dụ như bạn nào ngậm như này, ngậm chút xíu như này thì cái điểm tiếp xúc của môi chúng ta nó không đủ chắc vào đây nên là âm thổi nó cũng không chắc cũng như là
nó rất là nhỏ. Đấy, nó không đủ cái lực các bạn nhé. Đấy, nên thử. Đấy, và nó xì cả hơi ra bên ngoài nữa. Và cũng đừng ngậm quá to. Đúng không ạ? Đấy, thì lúc này thì cái khoang miệng chúng ta mất rất nhiều diện tích và cái lưỡi chúng ta có thể là nó chạm hẳn vào đây rồi. Nó rất là khó để có thể thổi được. Nên là cái điểm tiếp xúc ở môi ở bên trong này khi quan ngậm thì nó sẽ chùm đến cái chân của cái miệng bảo vệ lam đồng này là ok. Đấy, các bạn nhớ nhé. Đấy, cách ngậm là như vậy. Bây giờ chúng ta cầm này, khi bịt kín này, các bạn sẽ thổi ra được nốt son ạ. Nốt son các bạn nhé. Thổi rất là nhẹ, đây là nốt nhẹ nhất trên cây sáo này. Đấy. Đấy, các bạn nhé. Đấy, thổi và ngắt, thổi xong thì các bạn ngắt thôi. Nó nhẹ đến mức như thế này các bạn nhé. Mình lấy một cái làn hơi thở mũi thì mình thở ra nó đã ra cái nốt đấy thôi. Đấy. Nên là nó rất là nhẹ nhưng các bạn đừng thổi mạnh. Thường là cái nốt này là các bạn bị thổi mạnh. Đấy. Và các bạn thổi được ra cái âm như mình vừa thổi là ok các bạn nhé. Tiếp theo khi mở ngón út này lên thì các bạn sẽ thổi. Nó là mạnh nhất trong gần như là tất cả các nốt. Nốt này là nốt mạnh nhất. Các bạn sẽ thổi ra được nốt đô. Mỗi nốt các bạn cũng đánh lưỡi đơn như là trên sáo ngang các bạn nhé. Nếu các bạn chưa biết lưỡi đơn là gì, các bạn lên YouTube các bạn gõ là hướng dẫn kỹ thuật lưỡi đơn cho sáo trúc Bảo Hiếu thì mình đã hướng dẫn là đánh lưỡi đơn là như thế nào rồi. Mỗi nốt chúng ta sẽ đánh lưỡi đơn. Son này, đô này, son đô. Nốt tiếp theo là rê. Đấy, các bạn cũng thổi làn hơi cũng tương tự như là nốt đô. Đấy, các bạn thổi kéo dài như thế chứ đừng thổi một cái các bạn cứ thổi không như thế các bạn nhé. Nốt tiếp theo là nốt mi. Đây là nốt mi giáng bởi vì cái trên sáo mèo này của chúng ta là cái tính chất là giọng thứ nên là mi là mi giáng. Các bạn sẽ mở cái ngón này ra. Đấy, bình thường là rê rồi này. Son đô rê mi. Mi là mở như này các bạn nhé. Pha thì lại mở tất ra. Mở tất cái ngón bên cái bàn tay bên dưới này ra. Tiếp theo là son. Bắt đầu từ cái nốt tiếp theo này. Đấy, pha son này trở lên thì các bạn thổi nhẹ dần đi các bạn nhé. Tiếp theo là nốt la. Tiếp theo là nốt si, cũng là nốt si giáng. Đây là nốt la này, đúng không ạ? Bịt nốt trên cùng này, bịt nốt này là nốt la. Giờ nốt si thì chúng ta lại bịt cái ngón bên dưới này lại. Đấy, và chúng ta mở ra. Đây, cái tư thế như này. Các ngón út và ngón cái vẫn ở cái vị trí giữ các bạn nhé. Đấy. Nốt trên cùng này, cái ngón cái này chúng ta mở ra là ta được nốt đố. Các bạn thổi dài như vậy và các bạn cảm thấy âm giống như mình thổi là ok. Đấy, và khi các bạn tập được từng nốt như vậy rồi thì các bạn cứ phát âm từng nốt. Khi ổn rồi, các bạn cảm thấy căn làn hơi tốt rồi thì chúng ta bắt đầu thổi liền mạch hơn. Đấy. Như vậy là các bạn có thể quay được đến bước này rồi, các bạn có thể quay clip gửi lại thì qua các Facebook của mình để dưới cái phần link dưới phần mô tả đấy. Đấy, thì mình sẽ hỗ trợ thêm cho các bạn nhé, để kiểm tra cũng như là hỗ trợ thêm cho các bạn. Ok, và các bạn lưu ý nhớ cho mình khi thổi xong phát âm là các bạn ngắt lại luôn. Đấy, chứ nhiều bạn thổi xong nó bị như này. Đấy, hoặc là thổi xong nó ngắt lại luôn. Tú. Đấy, các bạn lấy cái lưỡi, nó giống như khi các bạn đọc từ cắt, ngắt nó lên. Đấy, ngắt nó lên các bạn nhé. Chứ đừng để hơi nó ra nhẹ nhẹ thì nó tạo thành cái âm nó tạp âm, nó không mong muốn.
các bạn lấy lưỡi chặn cái điểm ra hơi, tức là ngắt luôn, chứ không phải là tu tu đấy, tức là cái hơi nó đang nhẹ dần và nó ngắt thì là nó thành ra tạp âm như vậy. Đấy, còn đây đấy, ngắt luôn, lấy lưỡi chặn ngắt luôn các bạn nhé. Nếu phát âm được như vậy đấy, và các bạn phát âm được từng nốt đấy, các bạn ghi các nốt này ra, các bạn phát âm và các bạn đọc được trong đầu như vậy thì là các bạn đã gần đến mức thổi được bài rồi. Xin chúc mừng các bạn, và các bạn gửi lại clip mình có thể là xem và sẽ hỗ trợ thêm nhé. Ở clip tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về một số cái kỹ thuật thường dùng trên cái cây sáo mèo của chúng ta. Xin chúc các bạn sức khỏe và sẽ luyện tập thật tốt ạ.